Xin chào mừng tất cả bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và nhớ hãy bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video. Và chủ đề ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta: muốn có một người vợ tốt thì người đàn ông phải trở thành một người như thế nào? Người xưa thì từng có một cái câu rằng là một người phụ nữ tốt thì ba đời con cháu đều vui. Chứng tỏ rằng thì trong cái cuộc sống hôn nhân, phụ nữ có vai trò rất là lớn. Vì muốn có một cái người vợ tốt thì người đàn ông phải là như thế nào? Có phải đàn ông chỉ cần đẹp trai và giàu có là có được một người vợ tốt hay không? Rất nhiều người đàn ông họ đều không hiểu rằng người nắm trong tay hạnh phúc của gia đình đó chính là người phụ nữ của mình. Và theo thống kê xã hội học thì vai trò của người đàn ông trong gia đình chỉ chiếm 20% và 80% còn lại là thuộc về phụ nữ. Khi về ở chung chính là lúc mà người phụ nữ quyết định sẽ cùng người đàn ông của mình đồng cam cộng khổ. Khi người đàn ông nghèo khó thì họ sẽ không rời xa, và khi người đó thành công thì sẽ luôn có hình bóng của một người phụ nữ ở phía sau lưng. Và chỉ khi đàn ông tôn trọng vợ của mình thì con cái mới biết cách được để tôn trọng người khác từ phía bố mẹ của mình. Người đàn ông thì mỗi khi ngồi với nhau thường hay than phiền về phụ nữ là lắm lời, là nhiều chuyện. Họ bảo rằng phụ nữ chẳng hiểu được cái tâm lý của đàn ông nên hay cứ vòi vĩnh hay là than vãn. Họ cũng bảo rằng đàn ông thì cần một cái bầu trời riêng để mà thỏa sức vùng vẫy. Họ cần một cái người vợ tốt hiểu được tâm lý của người chồng. Nhưng đàn ông đã bao giờ nghĩ được rằng thì muốn có một người vợ tốt thì bản thân anh ta phải tốt trước cái đã. Nhiều người đi làm một tháng đưa cho vợ của mình một cái số tiền thì đã thấy bản thân mình tốt đẹp lắm rồi. Tự cho mình nó là một cái người trụ cột, là một người vĩ đại, là một người cao siêu. Họ nghĩ rất nhiều người đàn ông tệ bạc nhiều lắm. Kẻ thì ngoại tình này, người thì vũ phu, người thì nghiện ngập cờ bạc. Bản thân họ như vậy chẳng phải là quá tốt đẹp rồi hay sao? Thì đó chính là người đàn ông họ đang tự huyễn hoặc về cái sự tử tế của mình, về cái sự hoàn hảo của đời mình. Bản thân đàn ông không tốt thì ở với ai thì cũng chẳng thể hạnh phúc được. Một cái người vợ hiền lành, ngoan ngoãn hay dữ dằn thì đều có cái nguyên nhân của nó. Phụ nữ thì họ thiên về cái tình cảm hơn là đàn ông. Họ luôn coi trọng gia đình hơn cả cái tính mạng của mình. Hạnh phúc đối với họ thì đó là sau một cái ngày dài làm việc căng thẳng thì tối về thì luôn được cái người chồng chia sẻ buồn vui đã trải qua cùng với mình. Và người đời có câu vợ đẹp đó là vợ của người ta. Chẳng những vợ người khác đẹp hơn, hiền lành hơn mà còn hội tụ bao nhiêu là cái điều tốt đẹp. Còn người vợ của mình ở nhà thì chỉ thấy nhàu nhĩ này, xác xơ này, lắm lời này, cộc cằn này. Đôi lúc đàn ông tự nghĩ giá như mình có một cái người vợ dịu dàng như thế thì hẳn cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Và một khi đã có những cái suy nghĩ đó thì bản thân đàn ông sẽ biết sự so sánh vô lý sẽ giết chết một cái cuộc sống hôn nhân. Và trong hôn nhân ấy, thì mọi vấn đề chẳng nằm ở người phụ nữ tốt hay chưa mà còn phụ thuộc vào chính của người cái đàn ông nữa. Người phụ nữ có hiền lành dịu dàng đến mấy cũng chẳng thể nào chịu đựng được mãi một cái người đàn ông mà vô tâm ích kỷ được. Và một cái người phụ nữ nhu mì đôn hậu bao nhiêu cũng chẳng thể luôn mỉm cười trước một cái người chồng tệ bạc. Và cuộc sống hôn nhân ấy, thì luôn đòi hỏi cái sự cố gắng và nỗ lực từ cả hai phía. Và để có được một cái người vợ tốt ấy, thì người đàn ông phải là một người chồng tốt. Và ngược lại thì phụ nữ cũng thế, một người vợ tốt ấy, thì điều đầu tiên là người phụ nữ phải độc lập về tài chính. Và nếu chị em phụ nữ chưa biết cách để có cho mình cái sự độc lập về tài chính, khiến cho bản thân mình có giá trị chồng, diện con tự hào, thì hãy đến ngay với cái lớp học phụ nữ khởi nghiệp 4.0. Và tốt hơn nữa thì hãy đến với Đại học Triệu Phú của thầy Alan Agao. Bởi vì ở đó thì bạn sẽ nắm được cái công thức và cái phương pháp để có được cái sự thành công mà chỉ có những người triệu phú mới có được. Bởi vì thầy Alan Agao là một cái triệu phú tật nguyền người Mỹ gốc Nhật, và thầy cũng là truyền nhân đời thứ hai của Napoleon Hill, bậc thầy của hơn 20 triệu phú trên cái toàn thế giới.
forcing you to take action every day. Và ép buộc bản thân mình mỗi ngày đều phải hành động. Focus. Tập trung. Discipline. Kỷ luật. Punctual. Đúng giờ. Those are words that need to be on your statement. Đó là những từ khóa mà các bạn phải viết vào trong bản tuyên ngôn của các bạn. Yes or no? Đúng không ạ? Và khi thầy tiếp thu được cái bí kíp nghĩ giàu làm giàu, và chỉ trong vòng 3 năm ấy, thì thầy đã có được cái sự thành công với kinh doanh diều, và sở hữu hơn 20 triệu đô từ việc kinh doanh Zozo, và hơn 10 triệu đô la từ việc mà kinh doanh với Internet. Và bạn hãy có mặt ở Đại học Triệu Phú, bạn sẽ biết cách làm chủ cuộc đời của mình. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip của Linh. Và chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và hãy ủng hộ kênh bằng cách share cái video này lên trên các mạng xã hội của mình. Và cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta.